study together. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung chương trình toán 10. Ta sang phần bài tập cuối chương 3. Mục A, trắc nghiệm. Bài 3.12. Cho tam giác ABC có góc B 135 độ. Khẳng định nào sau đây là đúng? Các em chú ý ở đây, người ta hỏi chúng ta một cái khẳng định đúng. Rồi, chúng ta để ý câu A này. S bằng 1/2 CA. B này, S bằng trừ căn 2/4 A nhân C. Phương án C này, S bằng căn 2/4 B nhân C. Và phương án D là S bằng căn 2/4 C nhân A. Như vậy các em nhận định ở đây là tất cả những cái phương án người ta đều hỏi chúng ta về diện tích. Và với cái công thức diện tích thì các em thấy ở đây chúng ta thấy đang có là tích của hai cạnh nhân với một cái hệ số ở đây. Vậy thì các em sẽ nghĩ ngay từ cái công thức tính diện tích, đó là S bằng 1/2 tích hai cạnh. Giả sử cô lấy tích hai cạnh là AC thì chúng ta phải nhân với sin của góc B. Bởi vì sao cô nghĩ tới góc B? Bởi vì giả thiết người ta cho mình góc B đây. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta kiểm tra xem sin góc B này bằng bao nhiêu độ. Đúng không? Thì ở đây các em có là sin của 135 độ á. Các em đã học rồi, nó bằng căn 2 chia 2. Vậy từ đây chúng ta sẽ kiểm tra ra được ngay. Đó là nếu như chúng ta muốn tính S, nó sẽ bằng 1/2 này A nhân C nhân với sin B, tức là thành nhân với căn 2 chia 2. Vì vậy lúc này chúng ta sẽ lấy là gì? 1/2 ta nhân với căn 2 chia 2. Đây, ta lấy hai anh này nhân với nhau. Đúng không? Còn cái A nhân C chúng ta giữ nguyên. Đúng không? Bởi vì đáp án chúng ta thấy là người ta giữ nguyên nhé. Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ bằng này, 1 nhân căn 2 sẽ là căn 2, 2 nhân 2 sẽ thành 4, như vậy là căn 2/4 nhân A nhân C. Vì vậy phương án chọn của các em bây giờ sẽ là phương án đi, phương án D. Đúng không? Đó. Câu B này, các em thấy người ta đưa ra là R bằng, tất cả đều là R và ở đây là R lớn, tức là bán kính đường tròn ngoại tiếp của cái tam giác ABC. Vậy chúng ta phải ghi nhớ ra các công thức sử dụng mà liên quan đến bán kính đường tròn ngoại tiếp. Đúng không? Thế các công thức liên quan đến bán kính đường tròn ngoại tiếp thì chúng ta có là gì? Thứ nhất là định lý sin. Định lý sin liên quan đó là A chia sin A. Đúng không? Thì phải bằng B chia sin B, bằng C chia sin C và bằng 2 lần R. Đó là công thức liên quan đến R. Đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy này, trong cái công thức này, cái công thức mà đề bài cho nó chỉ liên quan với A và góc thôi, hoặc là cạnh, đúng không? Ở đây hệ số thì có thể là nó liên quan đến góc. Vậy chúng ta cũng ưu tiên với góc B trước, bởi vì góc B đã cho rồi. Còn với cái công thức A chúng ta nhận thấy ngay nó bị sai, bởi vì nếu A chia sin A nó phải bằng 2R cơ, mà đây lại ghi là R bằng, như vậy A bị sai luôn, chúng ta gạch bỏ A luôn, đúng không? A bị gạch bỏ luôn nhé. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ưu tiên cái công thức liên quan đến góc B. Thì công thức liên quan đến góc B thì nó phải liên quan đến cạnh B ở đây. Thì chúng ta thấy cái công thức B này chúng ta sẽ kiểm tra trước, đúng không? Vì góc B chúng ta đã có. Vậy lúc này các em áp dụng này, từ đây chúng ta sẽ suy ra nhé, B chia cho sin của góc B là 135 độ phải bằng 2R. Và ta vừa có rồi, như vậy ta có là B chia cho, đúng không? Sin 135 là căn 2 chia 2 thì phải bằng 2 lần R. Thế thì đáp án ở đây đều tính R, vậy chúng ta suy ra R. R lúc này sẽ bằng này, ta lấy cả cái cụm bên này chia cho 2, đúng không? Vậy khi thực hiện chia, chỗ này chúng ta sẽ lưu ý này, B chia cho căn 2/2 thì chính là B nhân với nghịch đạo của nó. Nhân với nghịch đạo là 2 chia căn 2. Đó. Chỗ này này, B chia căn 2/2 này nhân với nghịch đạo này. Nhân với nghịch đạo. Vì vậy ở đây chúng ta có thể viết lại thành 2B phần căn 2. Đó, là dành cho cái biểu thức này. Đó chính là 2B phần căn 2 này. Bây giờ ta đem chia cho 2. Ta đem chia cho 2 ở đây. Chia cho 2 thì ta được R. Vậy ở đây chúng ta lại có này, đây, đem chia cho 2. Chia cho 2. Vậy thì chúng ta thấy là 2 với 2 ở đây là rút gọn hết. Đúng không? Rút gọn rồi thì anh này chỉ còn 1. Như vậy ta còn B phần căn 2. Như vậy phương án chọn của chúng ta sẽ là gì? B phần căn 2 thì chính là căn 2/2B. Đây, phương án B nhé. Đó, chỗ này các em sẽ viết nó thành là R sẽ là B phần căn 2. Mà căn 2 thì người viết thành căn 2/2 nhân B. Tức là đây là trục căn thức ở mẫu mà. Chúng ta được căn 2/2B, phương án chọn là B. Rồi chúng ta sang phương án C, sang câu C. Câu C là người ta cho chúng ta là A bình bằng B bình cộng C bình. Đó, cộng với 2, cộng với căn 2A nhân B. Như vậy ở đây chúng ta thấy này, ta có là nếu như theo như cái công thức này á, thì mình sẽ nghĩ tới là cái định lý cosin, đúng không? Mà nếu mà định lý cosin á, thì rõ ràng là chúng ta phải có sin của góc A ở đây. Nhưng mà đây cạnh AB như vậy là nó cũng không phải định lý cosin, đúng không ạ? Như vậy phương án A chúng ta gạch bỏ luôn, đúng không? A bình thì chỗ này nó phải là BC đã, đúng không ạ? Nó phải là cạnh B nhân cạnh C đã. Đó. Như vậy ở đây chúng ta có này, B chia sin A
bằng A chia sin B. Thì cái chỗ này chúng ta đang nghĩ tới định lý sin, đúng không? Ta vừa nói định lý sin là A chia sin A này, thì phải bằng B chia sin B. Đó. Thế bây giờ chúng ta tráo đổi vị trí được không? Tức là bây giờ chúng ta đổi cái A và B được không? Thì ở đây chúng ta thấy nếu chúng ta đổi nhá, thì ta có là A nhân sin B, tức ta dùng tích chéo này, phải bằng B nhân sin A. Đó. Thế nếu bây giờ chúng ta thực hiện chia như thế này, thì ta sẽ viết lại là B chia sin A. Đây, B chia sin A chia A chia sin B thì nó bằng B sin sin B thì không có, đúng không? Ở đây chúng ta chỉ có là A sin B bằng B sin A thôi. Đó. Nếu như chúng ta đổi lại thì nó sẽ là B sin B bằng A sin A thì không có. Cái không đúng với cái định lý sin này. Như vậy phương án B chúng ta cũng loại. Đó. Còn phương án C thì chúng ta thấy sin B ta vừa nói rồi, sin 135 độ thì phải bằng là căn 2 chia 2. Mà đây lại viết là trừ căn 2 chia 2, vậy chúng ta cũng loại. Như vậy ta chỉ còn lại phương án D thôi. Phương án D thì các em quan sát ở đây chúng ta có này, B bình bằng C bình cộng A bình trừ 2 lần, đúng không? A nhân C nhân cốt của góc, đây, cốt của góc B đây, đúng không? Như vậy ở đây chính là định lý cosin. Phương án D. Phương án D chính là định lý cosin nhé. Định lý cosin phát biểu là gì? Bình phương một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh này trừ đi 2 lần tích hai cạnh nhân với cốt của góc xen giữa hai cạnh đó. Thì đây chúng ta có góc B ở đây chính là 135 độ. Cho nên công thức của nó, đây là công thức đúng của định lý cosin. Vì góc B là người ta đã cho rồi. Rồi chúng ta chọn phương án D. Ta sang tiếp bài 3.13. Ở bài 3.13 thì các em thấy người ta hỏi chúng ta là cho tam giác ABC khẳng định nào sau đây đúng. Chúng ta đánh dấu cái ý ở đây. Cũng vẫn đi tìm khẳng định đúng này. Câu A. Rồi, S bằng ABC trên 4R. R đây là R nhỏ. Rồi chúng ta nhớ lại công thức S. Nếu liên quan đến R thì chúng ta có công thức là S bằng ABC chia 4R. Nhưng R ở đây phải là R lớn, tức là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. Còn đây là R nhỏ là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác. Vậy công thức này là sai. Nhá, sai giữa R lớn và R nhỏ. C này, thì các em thấy phương án C là bị sai ngay ở đây. Đây nó phải là dấu trừ, đúng không? Định lý cosin phải là dấu trừ tại đây. Sửa cái này thành dấu trừ mới đúng. Phương án D và phương án B thì chúng ta thấy phương án B là cái phương án mà chúng ta thấy cũng liên quan đến bán kính R và diện tích F. Vậy chúng ta nhớ lại công thức liên quan đến diện tích F mà liên quan tới bán kính R nhỏ. Thì chúng ta có một công thức đó là S bằng P nhân R. Trong đó P là nửa chu vi, tức là bằng A cộng B cộng C chia 2. Do đó bây giờ muốn tính R, đúng không? Thì chúng ta có R chính là bằng S chia P. Đó, mà P ở đây bằng A cộng B cộng C chia 2. Thì lúc này R sẽ bằng là gì? P, S chia cho cái tích này, thì ta nhân nghịch đảo, đúng không? Chính là S nhân với 2 phần A cộng B cộng C. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng R sẽ được viết thành 2S chia A cộng B cộng C. Đó, cho nên phương án đúng là phương án B rồi. B đúng vậy thì D sẽ sai. Nhá, bởi vì trong một cái câu này chúng ta chỉ có một đáp án đúng thôi. Chúng ta sang câu B này. Phương án A người ta cho chúng ta là sin của góc A thì bằng sin của góc B cộng với góc C. Chúng ta kiểm chứng điều này. Các em có đó là tổng 3 góc trong một tam giác thì bằng 180 độ. Như vậy từ đây chúng ta có góc A sẽ phải bằng 180 độ trừ đi góc B cộng góc C. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta có sin của góc A thì sẽ là sin của 180 độ trừ đi góc B cộng góc C. Đó. Vậy thì ở đây chính là chúng ta đang có góc A này và góc B cộng góc C được gọi là hai góc bù của nhau. Do đó theo tính chất hai góc bù thì chúng ta sin bằng sin. Vậy ta viết thành sin của B cộng C. Đó. Từ đây nói cách khác là sin A bằng sin B cộng C là đúng. Do đó chúng ta chọn luôn khẳng định A luôn. Nhá, khẳng định A đúng. Thế còn các khẳng định khác chúng ta thấy cốt thì không có tính chất này. Đúng không? Cốt thì nó phải bằng trừ cốt. Vì hai cái góc này, A này và góc B cũng C là hai góc bù nhau mà. Bù nhau thì cốt của nó phải bằng trừ cốt. Tức là ở đây chỗ này nó phải ra dấu trừ ở đây. Thì cái câu B mới đúng. Thế còn cốt A dương, A nó không cho cái giả thiết về góc ABC. Cho nên chúng ta sẽ không thể kết luận được là cái góc A này của chúng ta là góc nhọn hay góc tù. Tức là nó lớn hơn 90 độ hay là nhỏ hơn 90 độ. Cho nên mình không thể khẳng định được cốt nó dương hay là sin nó âm ở đây được. Nhá. Chúng ta chưa biết cái góc này. Thì cái góc A này nó cốt A chỉ dương khi mà góc A nó phải nhỏ hơn 90 độ. Rồi chúng ta đã hoàn thành xong cái phần A trắc nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần B là phần tự luận. Bài 3.14, tính giá trị của các biểu thức sau. Ở đây các em quan sát cái đề bài thì người ta chỉ yêu cầu chúng ta là tính giá trị biểu thức với các cái giá trị lượng giác của các cung đặc biệt. Đúng không? Vậy thì với bài này các em chỉ cần nhớ các cái cung đặc biệt thôi là chúng ta có thể hoàn thành cái bài 3.14 rồi. Thế thì trong các cái cung đặc biệt đó, thì chúng ta ghi nhớ, hôm trước cô đã có một cái video hướng dẫn cách chúng ta ghi nhớ giá trị lượng giác của các cung đặc biệt. Bạn nào chưa nhớ được thì các em xem lại video đó và chúng ta học cách nhớ nhé. Như vậy ở đây câu A chúng ta sẽ có ngay này, M nó sẽ bằng là sin 45 độ
nhân với cos 45 độ, đúng, cộng với sin 30 độ. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ có được m lúc này sẽ bằng sin 45 và cos 45 thì đều có giá trị bằng căn 2 chia 2 luôn. Đó. Cộng với sin 30 độ là 1/2. Do đó lúc này m của các em sẽ bằng này. Chúng ta cần lấy máy tính ta bấm căn 2 nhân căn 2 thì bằng 2. Đúng không? Đó, như vậy ở đây chúng ta bằng 1/2 cộng 1/2 cho nên m bằng 1. Chúng ta tính xong câu A nhá. Và tương tự như vậy các em sẽ tính với thì phương án của phương tính câu B, câu C và câu D. Không? Tất cả các giá trị lượng giác này chúng ta đã đều có rồi. Đó. Như vậy cái bài 3.14 này các em có thể tự làm nhé. Chúng ta tự làm. Ví dụ sin 120 độ thì đây chính là liên quan đến sin của góc bù nhau, đúng không? Thì trước các em có sin 120 độ mà lại biết độ, đúng không? Đó. Chúng ta chú ý này. Sin bình phương của 120 độ thì sẽ là sin bình phương của 60 độ. Hai này bằng nhau. Vì 60 độ và 120 độ là hai góc bù nhau. Các em nhớ các cái giá trị lượng giác cung đặc biệt và chúng ta làm cái bài 3.14. Bây giờ cô hướng dẫn luôn sang bài 3.15. Bài 3.15 người ta nói với chúng ta là gì? Cho tam giác ABC, đúng không? Cho tam giác ABC này, có góc B bằng 60 độ, góc C bằng 45 độ, cạnh AC bằng 10, tính A, R, S, R. Như vậy các cái đại lượng này chính là các đại lượng mà chúng ta chỉ cần dùng các cái công thức mà chúng ta đã học trong cái phần các cái tiết lý thuyết trước để chúng ta tính thôi. Như vậy ở đây chúng ta nhìn đầu tiên là A này. Đó. B, AC ở đây chính là cạnh B nhỏ nhá. Đúng không? Cạnh B nhỏ có này, ta có hai góc này. Như vậy chúng ta khi chúng ta đã có hai góc, chúng ta luôn luôn tính được góc còn lại. Vậy bước thứ nhất các em nên tính cho cô cái góc còn lại luôn. Đúng không? Như vậy ở đây là cái bài 3.15 này. Đúng không? Ý A nhá. Ý thứ nhất này, ta có A cộng B cộng C, đúng không? Bao giờ có hai góc cũng đi tính luôn góc còn lại này. Bằng 180 độ. Vậy bây giờ chúng ta suy ra góc A, đúng không? Cộng với này, góc B là 60 độ cộng với 45 độ thì sẽ phải bằng 180 độ. Từ đây suy ra góc A sẽ bằng 180 độ trừ đi 60 độ và trừ đi 45 độ. Đúng không ạ? Vậy góc A bây giờ bằng, chúng ta dùng máy tính để bấm nhá. Và cô sẽ bấm này, 180 trừ đi 60 trừ 45. Như vậy kết quả là góc A 75 độ. Như vậy chúng ta tính được cái góc A. Thế thì khi có góc A rồi thì các em chú ý này, AC ta chuyển nó về là B nhỏ cho cô. Chuyển cái AC này chính là bằng B nhỏ nhá. Cạnh B nhỏ. Đó, như vậy thì ở đây chúng ta muốn tính cạnh A mà khi đã biết các góc và một cạnh nữa rồi thì các em dùng định lý sin. Đúng không? Áp dụng định lý sin này để tính cái cạnh A. Áp dụng định lý sin thì ta có A chia cho sin góc A tức là sin 75 độ này thì sẽ phải bằng B tức là 10 chia cho sin góc B là sin 60 độ. Đúng không? Ta có. Đó. Từ đây chúng ta sẽ suy ra luôn, đúng không? A sẽ bằng này 10 nhân với sin 75 độ, ta dùng tích chéo nhé, chia cho sin 60 độ. Đó. Từ đây các em sẽ bấm máy tính để chúng ta ra đáp số. Đúng không? Các em nhập phân thức trước này, 10 nhân với sin 75 độ. Các cái bài trước cô đã có hướng dẫn cách bấm máy tính trong các cái video lý thuyết. Bạn nào chưa biết bấm các em xem lại nhé. Rồi như vậy kết quả của bài này chúng ta sẽ ra được. Đối với những bài này các em lấy xấp xỉ đi. A của chúng ta là bằng 11,1535 thì chúng ta sẽ lấy là 11,2 nhé. Đó, 1 năm chúng ta đập tròn thành 2 đi. Rồi, như vậy ở đây chúng ta tính được A này. Bây giờ chúng ta tính sang là R, SR. Thì trong các cái đại lượng này chúng ta lại tính R lớn trước được bằng cách là vẫn dùng định lý sin, đúng không? Vậy định lý sin ở đây các em có thể tính thêm vào đây. Điền thêm vào đây là nó bằng 2 lần R luôn. Đó, vẫn theo định lý sin. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra luôn R, đúng không? Cô tính A xong cô xóa đi này. Bây giờ cô sẽ tính R này. Vậy từ đây R của chúng ta nó sẽ bằng là gì? 10 chia cho 10 này phần sin 60 độ, đúng không? Sin 60 độ nhé. Chia cho 2 thì ta được R. Như vậy lúc này chúng ta bấm trên máy tính này, phân số này, 10 chia sin 60, chúng ta cứ nhập đúng như vậy. Chúng ta viết ở máy, sau đó chia cho 2 bằng kết quả của chúng ta lúc này nếu lấy xấp xỉ nó là 5,77 ấy, cô sẽ lấy thành 5,8 nhé. Như vậy R của chúng ta sẽ xấp xỉ là 5,8. Rồi, chúng ta tính được hai đại lượng rồi. Bây giờ đại lượng S và R nhỏ nữa, đúng không? Rồi bây giờ để chúng ta tính S và tính R, đúng không? Thì trước tiên các em sẽ dùng cái công thức liên quan đến S. Đây các em đã có là hai cạnh rồi và có tất cả các góc. Vậy các em sẽ áp dụng cái công thức đó là gì? Ta áp dụng này. Đó, công thức tính diện tích, đúng không? Ta lựa chọn cái công thức cho nó phù hợp. Ở đây chúng ta chọn là 1/2, đúng không? A nhân B. Đó, bởi vì cạnh AB đã biết nhá. Nhân sin của góc C. Thế từ đây chúng ta có S sẽ bằng này 1/2. A là 11,2 này. Nhân với B ở đây là 10 này. Nhân với C là 45 độ này. Đó. Chúng ta sẽ nhập vào máy tính và chúng ta sẽ lấy ra trị xấp xỉ, đúng không? Giờ ta bấm này. Ta nhập đúng như thế nhá. Phân số này 1/2. Rồi, nhân với này 11,2 nhân với 10
rồi nhân với sin của 45 độ. Đó, kết quả chúng ta là 39,597, đúng không? 39,597 chúng ta làm tròn thì 39,6. Ta thống nhất là lấy một số sau dấu phẩy thôi. Rồi 39,6 chính là diện tích. Thế còn ra R nữa, đúng không? R thì chúng ta lại áp dụng là gì? Chúng ta chỉ có cái công thức liên quan đến R nhỏ, là có một công thức thôi. Đó là S bằng P nhân R thôi các em nhé. Đó. Mà muốn tính được P nhân R á, thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải tìm được P, tức là nửa chu vi trước, đúng không? Mà nửa chu vi thì chúng ta cần phải biết là, chúng ta cần biết là các cạnh của tam giác. Mà ở đây mình mới biết có hai cạnh thôi. Thế thì chúng ta cần phải tính nốt cái cạnh còn lại đấy nhá. Rồi như vậy ở đây chúng ta trước khi áp dụng này, chúng ta sẽ đi tính nốt cái cạnh còn lại thì ta mới tìm được R nhỏ, đúng không? Rồi như vậy ta sẽ có này, ta tính nốt cái cạnh là cạnh C nhỏ, đúng không? Vậy chúng ta sẽ áp dụng định lý sin để tính cạnh C nhỏ nhá. Định lý sin này, ta có C chia cho sin góc C. Góc C là 45 độ này, đúng không ạ? Ta có nhé. Thì sẽ phải bằng gì? 2R cũng được, đúng không ạ? Thì R ta tính được rồi. Bằng 2R. Đó. Thì từ đây là chúng ta sẽ có được sin góc C, đúng không? Con sẽ bỏ này xuống dưới này. Rồi, ta cứ để đây nhé. Suy ra này. Như vậy, cạnh C sẽ phải bằng là 2 nhân với 5,8. R 5,8 nhé. Nhân với sin của 45 độ. Đó. Vậy từ đây chúng ta sẽ dùng máy tính ta nhân này, 2 nhân 5,8 này, nhân với sin 45 này. Đó, và bằng, các em sẽ ra được giá trị xấp xỉ đây là 8,2, đúng không? Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra C bằng 8,2. Đó, rồi, chúng ta có C rồi, có S rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng nửa chu vi đã, đúng không? Ta có nửa chu vi đã. Rồi, từ đây ta có suy ra này, đúng không? Nửa chu vi. Nửa chu vi này, P sẽ bằng A cộng B cộng C chia 2 nhé. Đó, như vậy ta bằng này. A thì nó chính là bằng này, 11,2 này, cộng với 10 này, cộng với 8,2 này, chia cho 2. Đó, vậy từ đây chúng ta bấm máy tính chúng ta sẽ được P, đúng không? Phân thức này, 11,2 cộng với 10, cộng với 8,2 này, phần 2 này, bằng. Như vậy chúng ta lấy xấp xỉ là 14,7, đúng không? Suy ra P bằng 14,7 nhé. 14,7. Như vậy ta có S có P rồi, đúng không? Chúng ta sẽ suy ra R thôi, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ dùng là S bằng P nhân R thì chúng ta suy ra R. À, áp dụng này. Áp dụng công thức, đúng không? Đó là S thì bằng P nhân với R. Từ đây chúng ta sẽ có được là R bằng S chia P. Đúng không? Thì sẽ bằng là 39,6 này chia cho 14,7. Bây giờ chúng ta cũng lấy giá trị xấp xỉ này. Phân thức này. 39,6 phần 14,7 bằng. Đó, và lấy xấp xỉ thì chúng ta sẽ được là 2,6938. Thì các em sẽ lấy thành 2,7 nha. 2,7. Rồi và đây là kết quả cuối cùng cho bài 3.15. Chúng ta sang tiếp bài 3.16 đó. Bài 3.16 chúng ta thấy rằng đề bài cho chúng ta là một cái tam giác ABC có trung tuyến là AM, đúng không ạ? Đó. Và người ta yêu cầu chúng ta là chứng minh các cái đẳng thức ở đây. Như vậy để làm được cái bài toán này thì các em nên vẽ hình với cái bài toán này ra nhé. Chúng ta vẽ hình bài toán này ra để chúng ta hình dung cái bài toán này cho dễ, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta cần có là một cái tam giác là ABC. Em sẽ vẽ một cái tam giác ABC này. Đây. Tam giác ABC. Đó. Tam giác ABC tùy ý nhé. Rồi. Ở đây chúng ta lấy trung tuyến AM. Như vậy chúng ta sẽ đặt tọa độ đỉnh vào trước đã. Ở đây chúng ta có thấy giả sử là đây là vị trí của điểm A này, điểm B này, và đây là điểm C này. Trung tuyến AM tức là các em lấy trung điểm của BC, tức là ta chia BC ra làm hai. Đó. Lấy trung điểm của BC, đây là M này. Sau đó chúng ta sẽ nối A với M thì các em sẽ được trung tuyến AM. Đây là trung tuyến AM này. Thế để thể hiện cái sự trung tuyến này thì các em nên sử dụng là và đánh dấu đoạn bằng nhau, đúng không? Hai đoạn bằng nhau này này. BM và CM là bằng nhau. Đó, như vậy chúng ta ra được trung tuyến AM này, chứng minh rằng A này, cốt góc AMB, đây, A này, MB, tức là cái góc này, sẽ phải bằng cộng với cốt góc AMC, AMC thì phải bằng 0. À, như vậy ở đây chúng ta thấy là góc AMB và góc AMC là hai góc có tổng bằng 180 độ. Như vậy ta sẽ phải nghĩ tới là sử dụng tính chất của góc bù nhau rồi, đúng không? Ở đây câu A chúng ta thấy là rất là đơn giản thôi, 3.16 này, các em có câu A nhé. Câu A thì ở đây đầu tiên các em sẽ có là, ta có đã, đúng không? Đó là góc AMB á, cộng với góc AMC. Hai góc này là có tổng bằng 180 độ. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra là góc AMB, đúng không? Thì sẽ phải bằng là 180 độ.
trừ đi góc AMC, tức là hai góc này, AMB và góc AMC là hai góc bù nhau. Do đó lúc này chúng ta suy ra cos của góc AMB, đúng không? Sẽ phải bằng cos của góc 180 độ, đúng không? Trừ đi góc AMC, trừ đi góc AMC, đúng không? Rồi, vậy bây giờ chúng ta có là cos của hai góc bù nhau này, cos của 180 độ trừ góc AMC thì nó sẽ là góc 180 độ trừ góc AMC, nó sẽ bù với góc AMC. Do đó là cos thì bằng trừ cos, vì vậy chỗ này nó sẽ là trừ cos của góc AMC. Đó, cô nhắc lại cái tính chất này. Rồi, chúng ta có là cos của alpha thì sẽ bằng trừ cos của 180 độ trừ alpha. Hoặc là chúng ta cũng có thể viết là cos 180 độ trừ alpha thì bằng trừ cos alpha. Đó. Như vậy ở đây chúng ta sẽ dùng cái tính chất này chúng ta suy ra thôi. Nhá. Thì nó sẽ bằng là trừ cos alpha đây. Rồi, thế nếu như nó bằng trừ cos alpha thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái trừ cos này sang về bên phải. Thì chúng ta lúc này ta sẽ thu được này. Suy ra này, cô viết lại nhá, góc AMB. Đúng không? Đó. Vậy chúng ta sẽ suy ra là cos của góc AMB này. Nhá. Bây giờ ta chuyển cái trừ cos này sang thì thành cộng cos của góc AMC. Thì có phải là bằng không không? Đó, và đây chính là cái điều phải chứng minh này. Đúng không ạ? Chúng ta hoàn thành xong ý A nhé. Rồi chúng ta sang ý B. Ý B thì bài toán có hỏi chúng ta là gì? Bài toán có yêu cầu chúng ta là chứng minh cái đẳng thức đó là gì? Đây chúng ta quan sát. MA bình cộng MB bình trừ đi AB bình. Đúng không? Đó, thì phải bằng 2 lần MA nhân MB nhân với cos của góc AMB. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn góc AMB đâu? AMB. Đây chính là góc AMB, cô đánh dấu nó lại này. Góc AMB đây. Đó, là góc chúng ta cần quan tâm này. Rồi, bây giờ người ta nói là liên quan đến ở đây là cos của góc AMB mà lại hai lần MA nhân MB. Đây, MA nhân MB chính là hai cạnh kề của cái góc cos này. Như vậy rõ ràng để dùng cái cos của góc này mà lại liên quan đến hai cạnh kề ấy, thì ta sẽ phải nghĩ tới cái định lý cosin của cái tam giác AMB. Đúng không? Vậy theo cái định lý cosin của tam giác AMB chúng ta cần áp dụng trước đã để xem nó thu được cái điều gì, đúng không? Đây chúng ta có này, ý B nhé. Áp dụng cái định lý cosin. Áp dụng này, định lý cosin trong tam giác AMB. Đấy, thì ta có này, đúng không? Lúc này chúng ta sẽ có là AB bình phương thì sẽ phải bằng AM bình phương cộng với BM bình phương. Đúng không? Đấy. Rồi, đây là cô viết thuận lại nhé. Thuận lại giống như cái đề bài người ta cho là ta viết là MB bình phương cộng với MA bình phương, đúng không? Trừ đi 2 lần tích MA nhân MB. Đó. Tích hai cạnh đó này, nhân với cos của góc xen giữa ở đây là góc AMB thôi. Đó. Như vậy ở đây các em thấy chứng minh này. AB bình này, MA bình, MB bình, đúng không? Trừ 2 ta có hết rồi. Bây giờ nó chỉ khác cái là gì? Hai lần anh này nó phải nằm một vế. Còn cái cụm bình phương này sang một vế. Vậy thì ở đây chúng ta thấy có dấu trừ này, chúng ta sẽ chuyển cái trừ này sang vế bên này thì nó thành cộng, còn cái AB bình ta chuyển qua đây. Ồ, vậy nói cách khác là lúc này các em thu được nhé, chuyển cái dấu trừ này sang bên phía bên này thì ta sẽ thu được là hai lần MA nhân MB nhân với cos của góc là AMB. Ồ, cos góc AMB này đó thì nó sẽ phải bằng là MA bình cộng MB bình, cô sắp xếp lại nhé. Đó, thế còn AB bình, AB bình nó đang ở bên trái, bây giờ chuyển sang bên phải thì nó bằng trừ, đúng không? Trừ AB bình. Đó. Như vậy ở đây chúng ta thấy đây chính là vế này. Vế này chính là vế này này. Đúng không? Và cái vế này chính là cái vế bên này. Một điều phải chứng minh. Đúng không? Từ đây chúng ta suy ra. Và các em ghi hay cũng được. Chúng ta đổi lại thôi. Hay là này. MA bình, đúng không? Cộng với MB bình trừ đi AB bình thì sẽ phải bằng hai lần gì? MA, đúng không? Nhân MB nhân với cos của góc gì? AMB. Đó. Và đây chính là điều phải chứng minh. Đúng không? Chúng ta chứng minh xong cái đẳng thức thứ nhất. Thì các em quan sát tiếp cái đẳng thức thứ hai thì các em thấy là đẳng thức thứ hai chúng ta thấy hoàn toàn tương tự. Nó liên quan đến góc là AMC. Như vậy các em sẽ áp dụng định lý cosin với cái tam giác AMC thôi. Vậy ở đây cô sẽ chỉ cần sửa một số ý ở chỗ này là chúng ta có thể thay được rồi. Chỗ này chúng ta sẽ thế thành AMC hết. Đó. Như vậy cạnh ở đây sẽ liên quan đến cạnh C thôi. Cô sẽ sửa cái chỗ cần sửa nhé. Còn lại chúng ta gần như là giữ nguyên để chúng ta trả lời cho cái ý thứ hai, đúng không ạ? Vậy đây chúng ta sẽ thu được này. Chỗ này lát nữa cô sẽ viết lại đi. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ sửa cái chỗ này thành này, xét áp dụng định lý cosin trong tam giác AMC
Thì ta có này, AC bình phương bằng MC bình phương cộng MA bình phương trừ 2 lần MA nhân MC nhân cốt góc AMC. Đó. Thế có phải từ đây là chúng ta sẽ suy ra đúng không? Cũng tương tự như vậy nhé. Ta có này, 2 lần MA nhân với MC nhá, nhân với cốt của góc thì AMC đúng không? Thì sẽ phải bằng là MA bình phương cộng với MC bình phương trừ đi AC bình phương không? Ở đây chúng ta cũng hay là đúng không? Ta có MA bình phương cộng với MC bình phương trừ đi AC bình phương thì sẽ phải bằng là 2 lần MA nhân với MC nhân với cốt của góc AMC. Đó, và đây chính là điều chúng ta cần phải chứng minh đây. Chúng ta kết thúc IC, IB. Ô, chúng ta sang IC này. IC liên quan đến là người ta gọi nó là công thức đường trung tuyến. Thì các em thấy là trong cái chứng minh công thức đường trung tuyến này thì các em chú ý là sau khi các em chứng minh xong nhé, chúng ta có thể tận dụng cái công thức này để làm các bài toán mà không cần phải chứng minh lại. Vì vậy các em sẽ ghi nhớ cái công thức đường trung tuyến này để chúng ta làm bài tập nha. Vậy bây giờ chứng minh công thức này như thế nào? Để chúng ta quan sát cái đặc điểm của công thức đường trung tuyến. Ta có là MA bình phương. MA bình phương chính là độ dài đường trung tuyến này, bình phương lên đúng không? Sẽ bằng này 2 lần AB bình cộng AC bình. Đây, AB bình và AC bình được gọi là hai cạnh kề đúng không ạ? Đó. Hoặc là hai cạnh cùng xuất phát từ đỉnh A, tức là đỉnh mà lấy trung tuyến này. Rồi, trừ đi bình phương của cạnh còn lại. Cạnh BC là cạnh còn lại này, chia cho 4. Như vậy thì để chúng ta sử dụng được cái công thức đường trung tuyến này thì các em sẽ cần phải tìm mối liên hệ đúng không? Với các cái gì? Mối liên hệ với các cái đại lượng liên quan có trong công thức đường trung tuyến này. Đó là các em có liên quan đến MA bình đúng không? Rồi liên quan đến thì AB bình, AC bình. Đó. Vậy thì cách tốt nhất ở đây là chúng ta cũng sẽ nghĩ tới là chúng ta suy ra từ cái phần B này đi. Đúng không ạ? Ta sử dụng cái phần B này để chúng ta áp dụng nhé. Vì ở cái phần B này các em thấy xuất hiện MA bình đấy này. Đó, đúng không? MA bình nhá. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có là để dùng cái phần A này, chúng ta sẽ thấy rằng cốt của AMB á, và lúc nãy ta thấy là cốt AMB ta chứng minh ở đây này. Cốt của AMB thì bằng trừ cốt AMC hay là cốt AMB cộng với cốt AMC thì nó bằng 0 á. Đúng không ạ? Hai cái này nó cộng và nó bằng 0. Vì vậy á thì tốt nhất là chúng ta sẽ trừ hai vế cho nhau. Tức là ta lấy cái đẳng thức thứ nhất ở B. Ta cộng nhé. Cộng người ta được MA mà. Cộng cái đẳng thức thứ nhất này. Với cái đẳng thức thứ hai. Đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ thu được nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện này. Đó. Câu C. Để chứng minh câu C đúng không? Ta sẽ tận dụng đáp án B. C này. Theo chứng minh B ta có này. Ta có nhá. Rồi các em chép lại cái đẳng thức đấy này. MA bình cộng MB bình trừ AB bình bằng 2MA nhân MB nhân cốt góc AMB. Đó. Tiếp theo mình có tiếp là MA bình cộng MC bình trừ đi AC bình bằng 2 lần MA nhân MC nhân cốt góc AMC. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cộng đúng không? Rồi, chúng ta thực hiện là cộng này. Thì ta suy được điều gì? Ta thấy nhá. Ở đây ta có này. Anh này cộng anh này thì nó bằng 2 lần. MB bình với MC bình thì bằng nhau về độ dài. Đúng không? Bằng nhau về độ dài. À, như vậy ở đây chúng ta thấy là chúng ta cứ rồi từ đây chúng ta sẽ viết lại nữa này. 2MA bình phương này cộng với này. MB bình cộng MC bình á. Thì các em nhìn này. MB bình, MC bình là hai này độ dài bằng nhau. Rồi như vậy chúng ta sẽ cộng với này MB bình cộng MC bình á thì MB bình và MC bình bằng nhau thì cô viết luôn thì gộp lại thành là hai lần nhé. Hai lần MB bình luôn. Đúng không? Cô nhắc lại này, MB bình và MC bình là bằng nhau. Đó. Do đó này, MB bình cộng MC bình cô viết gộp thành 2MB bình này. Rồi cái chỗ này chúng ta hạ số là trừ AB bình trừ AC bình, tức là chúng ta giữ nguyên đấy. Hoặc là các em sẽ nhóm tổng nó ra như này. Rồi chúng ta điền dấu cộng vào đây. Đó, tức là nhóm dấu trừ ra nhé. Bằng này. Ở đây thì các em có là 2MA là chung. MB với MC thì lại bằng nhau á. Cho nên chúng ta lại đổi cái MC này thành MB nhé. Vậy lúc này các em sẽ thu được là 2 lần MA này. Đúng không? Nhân với trong đây sẽ là MB. Đó. À, MB với MC đổi thành chung rồi ấy. Vì vậy lúc này chúng ta sẽ chuyển luôn nó thành 2 lần
MA nhân MB chung luôn. Đó. Nhân MB chung luôn nhé. Đó. Còn cái tổng cốt này chúng ta sẽ viết gộp lại, đúng không? Cốt của góc AMB ấy, đúng không? Cộng với cốt của góc AMC. Đó. Thế thì chúng ta thấy rằng là ta có trong cái chứng minh A đó là cái tổng cốt này nó bằng 0 rồi. Theo cái chứng minh A, đúng không? Theo A nhá. Theo chứng minh A đó. Theo chứng minh A này. Ta có này, cốt của góc AMB á cộng với cốt của góc AMC thì lại bằng 0. Từ đây chúng ta sẽ suy ra là toàn bộ cái vế bên phải này nó bằng 0 luôn. Vì cái tổng cốt này bằng 0 thì dẫn tới nó nhân với anh này nó sẽ là 0 nhá. Đúng không? Vậy thì các em sẽ chỉ còn lại là hai lần MA bình phương đó cộng với hai lần MB bình phương, đúng không? Trừ đi đấy, AB bình cộng với AC bình lúc này là bằng 0. Vậy ta có cái điều này luôn. Bây giờ chúng ta thấy rằng là cái điều chúng ta cần chứng minh này nó phải xuất hiện là A bình, B bình và AB bình, AC bình và BC bình thôi. Như vậy cái điều này thỏa mãn rồi này. Đó. Nhưng mà cái này này, cái MB bình này này, bây giờ bắt buộc chúng ta phải đưa nó về, đó là liên quan tới các cái cạnh này thôi. Ông ta phải chuyển đổi cái MB bình đi. Thế thì muốn chuyển đổi cái MB bình này thì chúng ta sẽ phải sử dụng các cái công thức liên quan. Mà ở đây các công thức liên quan thì các em thấy rằng nó chỉ liên quan tới cái gì thôi? Liên quan tới độ dài các cạnh thôi, đúng không? Đấy, MB bình. Đúng không? Vậy thì bây giờ dùng công thức nào liên quan tới MB bình mà lại có AM bình, đúng không? Có AB bình mà lại không hề liên quan tới các góc nữa. Đây này, cái cạnh MB bình này thì các em thấy này, cái MB bình này thì MB này ta so sánh được với BC. Đúng chưa? Bởi vì cái MB này nó bằng 1/2 của BC mà. Sau đó cái MB này chúng ta chuyển thành BC chia 2 luôn thì chúng ta sẽ liên quan đến các cái cạnh có trong cái đẳng thức cần chứng minh này nhá. Vậy bây giờ cô sẽ xóa cái phần này đi, cô viết nuôi lên trên đây này. Chúng ta sẽ biến đổi tiếp như sau. Rồi, như vậy ta có này. Các em sẽ suy ra đúng không? 2MA bình chúng ta giữ nguyên. Bởi vì trong cái đẳng thức cần chứng minh là nó có cái yếu tố này cộng với này hai lần này MB bình, bây giờ các em sẽ chuyển MB thành BC chia 2 nhé, tất cả bình phương lên đó, còn lại yếu tố còn lại giữ nguyên. Thế giờ các em nhìn thấy ngay là ở đây chúng ta có là cái MA bình này nó nằm ở một vế, còn cái vế bên kia là AB bình cộng AC bình nhé, thì cô chuyển cái này sang vế phải này luôn nhé để chúng ta không còn dấu trừ ở đây nữa, bằng luôn này AB bình cộng AC bình luôn. Rồi, như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra này đó, 2MA bình. Đấy, thì chỗ này phải cộng với này. Chỗ này có phải là BC bình chia 4 không? BC bình chia 4 nhân 2 nữa thì thành BC bình phương chia 2. Đó. Thì sẽ phải bằng là AB bình phương cộng với AC bình phương. Đó. Thế đến đây thì các em thấy rằng nó vẫn chưa có cái dạng của cái đẳng thức. Bây giờ làm thế nào? Thì chúng ta thấy nó ở cái dạng đẳng thức này, các em thấy này. Mẫu của nó là 4. Đúng không? Để suy ra MA bình ấy. Vậy thì ở đây các em sẽ lấy là cả hai vế chúng ta chia cho 2 đúng không? Lấy cả hai vế chia 2 để mình có được MA bình nhé. Và cái BC bình này chúng ta sẽ chuyển sang bên đây. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ thu được này, suy ra này. MA bình phương thì sẽ phải bằng này. Bây giờ chia cả hai vế cho 2 thì chỗ này ta được là AB bình phương cộng AC bình phương, bây giờ phải đem chia 2 này. Còn BC bình chia 2 chuyển trừ sang đây rồi. Đấy, thành BC bình phương chia 2 nhưng mà lại chia 2 tiếp. Chia 2 của anh này tiếp. Vậy nó sẽ thành là BC bình phương chia 4. Đó. Thế ở đây các em thấy rằng là cái đẳng thức của chúng ta là người ta đã quy đồng mẫu số chung là 4. Vậy thì cô cũng quy đồng mẫu chung là 4, cô sẽ thu được ngay là MA bình phương lúc này sẽ bằng, đúng không? Nếu mẫu chung là 4 thì đây cô đang có mẫu là 2, mẫu đây là 4. Thì cô sẽ nhân vào tử ở đây với 2, thì cô sẽ được mẫu chung là 4, đúng không? Vậy ta được mẫu chung là mẫu chung là 4 nhé. Đây, mẫu chung là 4, vậy ta được là 2 nhân với AB bình cộng với AC bình, đúng không? Trừ đi BC bình phương. Và đây chính là điều phải chứng minh. Rồi, như vậy chúng ta chứng minh xong công thức đường trung tuyến. Và cô nhắc lại cái công thức đường trung tuyến này là công thức sau này chúng ta ghi nhớ để chúng ta có thể vận dụng làm bài tập mà không cần phải chứng minh lại. Nhạc. Chúng ta nhắc lại này, bình phương, tức là đường trung tuyến, độ dài đường trung tuyến bình phương này, bằng hai lần tổng bình phương hai cạnh kề này. Đó, chia cho, trừ đi bình phương của cạnh còn lại, rồi đem chia 4. Các em có thể nhớ cái công thức này, hoặc là nhớ công thức trên này, đều được nhé. Đó. Chúng ta kết thúc cái bài 3.16 ở đây. Và tiếp theo sang câu số 3.17. Cho tam giác ABC chứng minh rằng A này, nếu góc A nhọn thì B bình cộng C bình lớn hơn A bình. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái tam giác của chúng ta là một cái tam giác mà rồi, liên quan tới góc A, đúng không? Trong cái phần chứng minh này này.
liên quan đến góc A và liên quan tới các cái cạnh là ABC ở dạng bình phương. Vậy thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới đó là định lý cosin ở đây, đúng không? Nếu chúng ta có định lý cosin thì các em thấy này, áp dụng định lý cosin trong tam giác ABC, đúng không? Trong tam giác ABC thì ta có nhá, ở đây các em sẽ có ngay là A bình này thì sẽ bằng B bình cộng C bình trừ đi 2 lần BC nhân với cốt của góc A, liên quan góc A này, đúng không? Theo giả thiết là A nhỏ, đúng không ạ? Theo giả thiết, đúng không? Theo giả thiết này, góc A là góc nhọn. Nếu góc A nhọn thì chúng ta dẫn tới là cốt góc A đó, nó sẽ phải lớn hơn không? Đó, các em chú ý nhé. Góc A nhọn thì cốt góc A phải lớn hơn không? Vậy nếu cốt góc A lớn hơn không á, thì rõ ràng các em thấy này, B bình phương mà cộng C bình phương trừ 2 lần BC nhân cốt góc A đó, đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ có là cốt góc A không chỉ lớn hơn không nữa mà nó sẽ phải nhỏ hơn cả 1 nhé. Đây cô phải ghi này, vừa lớn hơn không vừa nhỏ hơn 1. Vậy chúng ta sẽ có này, không nhỏ hơn cốt góc A và nhỏ hơn 1. Đó. Bởi vì cái góc cốt ấy, giá trị lượng giác cốt của một góc bất kỳ ấy, thì bao giờ nó cũng sẽ lấy giá trị từ âm 1 đến 1 thôi. Nhưng nếu A nhọn thì nó sẽ lấy từ 0 đến 1. Đúng không? Nhọn thì nó phải nhỏ hơn hẳn 1. Vậy thì suy ra, đúng không? Suy ra nhé, B bình phương, đúng không? Cộng C bình phương thì sẽ phải bằng gì? A bình phương, đúng không? Cộng với 2 lần BC nhân với cốt góc A. Đúng chưa? Đó. Thế bây giờ B bình cộng C bình thì bằng A bình cộng với 2 lần BC nhân cốt góc A. Thì rõ ràng rằng cái cốt A là lấy từ 0 đến 1 không? Thì có phải cả cái cụm 2 lần BC cốt A này cũng sẽ là giá trị lớn hơn không không? Phải lớn hơn hẳn A bình. Đó. Thì anh này phải lớn hơn A bình, đúng không? A bình, B bình cộng C bình chính là A bình cộng với một cái giá trị lớn hơn hẳn không. Do đó thì cái A bình cộng với giá trị cái cụm này thì nó phải lớn hơn hẳn A bình rồi, không? Vì có riêng cái anh này đã lớn hơn không rồi, nó lớn hơn A bình nhé. Vậy từ đây chúng ta suy ra điều phải chứng minh đó, suy ra B bình cộng C bình lớn hơn A bình, và đây là điều phải chứng minh. Đó. Rồi như vậy chúng ta sử dụng cái định lý sin, cosin và cái tính chất của góc nhọn ở đây để chúng ta suy ra. Ta xong nhá. Chúng ta sang cái ý B là nếu A là góc tù. Bây giờ chúng ta sẽ sửa lại chỗ này. Nếu như góc A là góc tù thì chúng ta sẽ có cái điều này ở đây thay đổi này. Đó. Nếu A là góc tù. Vẫn dùng định lý cosin nhá, vẫn cái ý B này. Vẫn dùng định lý cosin nhưng A là tù. Nếu A là góc tù tức là góc lớn hơn 90 độ. Vậy cốt góc A này nó lúc này nó sẽ âm. Đó, cốt góc A sẽ phải nhỏ hơn 0 em ạ. Và lớn hơn âm 1 nhé, cô sẽ viết đầy đủ ở đây. Lớn hơn âm 1 và nhỏ hơn 0. Tức là âm 1 nhỏ hơn cốt A và nhỏ hơn 0. Đó. Thế nếu như nó nhỏ hơn 0 thì các em dẫn tới này. Cốt A mà nhỏ hơn 0 thì cả cái cụm 2 lần BC nhân cốt A này nó sẽ là nhỏ hơn 0. Nếu nó nhỏ hơn 0 vậy thì A bình phương phải trừ đi một giá trị này nữa. Thì rõ ràng rằng nó phải nhỏ hơn giá trị A bình phương. Đúng. Một đằng là A bình phải trừ đi một số nào đó. Bây giờ lại chỉ là với A bình thôi thì nó phải nhỏ hơn A bình. Đúng. Nhỏ hơn A bình nhé. Rồi. Như vậy dẫn tới là cái điều này. Đúng không? Dẫn tới là B bình cũng C bình nhỏ hơn A bình. Và đây cũng là điều phải chứng minh. Như vậy cái mấu chốt chứng minh ở chỗ này đó là chúng ta phải lập luận được cái góc A tù này. Đầu tiên là lập luận được cái việc sử dụng cái định lý cosin. Sử dụng được tính chất của góc tù thì cốt nhận là trị âm. Từ đây chúng ta sẽ suy ra cái đặc điểm. Nhá. Đó. Đó. Rồi nhá. Chúng ta có tiếp là C, đúng không? Nếu góc A vuông. Vậy bây giờ C cô sẽ sửa đi chỗ này. A vuông thì chỗ này là góc A sẽ trở thành 90 độ. Đúng chưa? Thì lúc này chúng ta có điều gì nhá? Rồi ta có này C này. Góc A bây giờ là vuông tức là A bằng 90 độ. Thì lúc này các em biết rồi, cốt của góc 90 độ thì sẽ bằng là 0. Đó. Cốt A bằng 0, vậy từ đây các em sẽ thấy rằng là nó sẽ bằng A bình phương. Rồi. Bằng A bình phương, vậy thì B bình phương sẽ bằng cộng C bình phương bằng A bình phương. Và đây là điều phải chứng minh. Đúng không? Vậy chúng ta kết thúc cho bài 3.17. Between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of coke.